À em bảo này, mày chỉ không được mách mẹ bảo là em không làm gì đâu nhá. Em là con ruột của mẹ đấy, còn chị là con nuôi rồi biết chưa? Chú Hào. Dạ. Ô mẹ, sao con lại nói với chị như thế? Mẹ buồn khi con nói như vậy. Tuy chị không phải là chị ruột của con, cũng không phải con đẻ của mẹ, nhưng mà chị là thành viên trong gia đình mình. Ai mẹ cũng yêu thương như nhau, con nào cũng là con. Con nói như vậy là không được con ạ. BBTV. Chiu chiu. Nó nhảy này. Thôi đừng, em đừng nghịch như thế. Nhìn nó bay này. Chiu. Ôi, nó vào chiu, mặt chị giờ. Chiu. Cái này nó không đau đâu. Các con ơi. À. Vào mẹ bảo này. Chị đi vào mẹ gọi kia. Không, em ra xem mẹ bảo gì. Trời ơi, đừng nghịch như thế nữa. Ra xem mẹ bảo gì. Con đây à? Này, cầm lấy hộp bánh. Ra hai chị em chia nhau. Không được tranh nhau đấy nhá. Vâng ạ. Mẹ vừa đi chợ mua hộp bánh chị ơi. Dạ, cho chị ăn với. Chị ăn ít thôi, chị một cái thôi. Sao, cho chị thêm cánh nữa chứ. Không. Em là con đẻ của mẹ, chị là con nuôi, chị phải biết thân phận chứ. Ăn đi. Thế thôi, chị vào nhà đây. Nà, chị không được manh mẹ đâu nhá. Con nuôi mà đòi ăn bằng con đẻ á, chạy của mình hết. Mẹ ơi, con đi ra vườn đây. Đi. Không. Dạ. Đội mũ vào con, trời nắng đen hết da. Khi nào mệt thì về nhá. Vâng ạ. À. Đi đi. Con đi đây ạ. Con đi đây ạ, mẹ ở nhà nghỉ nhá. Em ơi, ra nhổ cỏ nào. Ôi trời ơi, lại ngủ rồi. Về à? Về thôi. Ai à? Đi. À em bảo này. Mày chỉ không được mách mẹ bảo là em không làm gì đâu nhá. Em là con ruột của mẹ đấy, còn chị là con nuôi rồi biết chưa? Chú Hào. Dạ. Ô mẹ, sao con lại nói với chị như thế? Mẹ buồn khi con nói như vậy. Tuy chị không phải là chị ruột của con, cũng không phải con đẻ của mẹ, nhưng mà chị là thành viên trong gia đình mình. Ai mẹ cũng yêu thương như nhau, con nào cũng là con. Con nói như vậy là không được con ạ. À. Vâng ạ, à, con biết rồi ạ. Em xin lỗi chị, con xin lỗi mẹ. Từ nhỏ chị đã thiệt thòi, đáng lý con phải yêu thương chị hơn chứ. Vâng ạ, à, con biết rồi. Từ nay không được như thế nữa nhá. Vâng ạ. À. Là chị em phải biết yêu thương nhau. Vâng ạ. À. Mẹ thương con gái lắm. Thôi đi về con. Đi về mẹ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.